Xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Kudos MD. À, tôi tên là bác sĩ Tạ Minh. Xin kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta có những tin tức mới liên quan tới bệnh cúm vũ hán đã đang chấn động toàn cầu. À, xin thưa quý vị là tôi đã làm hai cái video về cái con coronavirus 2019 này rồi. Những tài liệu trong cái video 1 và 2 đó thì không có gì mới. Nhưng những cái con số liên quan tới bệnh cúm vũ hán này đã biến đổi rất nhiều. Và ngày hôm nay là ngày 30 tháng 1 năm 2020 Trong cái lúc video này đã đang được quay Thì chúng ta hiện bây giờ đã được uh, nhận tin tức Từ chính quyền của Trung Quốc là 8.200 người Đã bị dính cái con vi khuẩn này trên 22 quốc gia Và trong đó đã có 172 ca đã thiệt mạng Và bệnh nhân đã tử vong Xin thưa quý vị, nếu như con số này là sự thật Thì nó... À, đại diện cho một cái tỷ lệ tử vong khoảng chừng từ 2 tới 3 nhưng mà cũng như tôi đã thưa quý vị trong những cái video rồi cái con số này không đáng tin nó không đáng tin là bởi vì bây giờ chúng ta đã có những bằng chứng cụ thể là chính quyền của địa phương tại thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc đã cố tình che đậy và chôn dùi những cái con số này cho nên cái con số thiệt có thể nó tăng cao hơn rất nhiều lần so với cái con số mà được báo cáo Thưa quý vị là nếu như quý vị đã nhìn thấy những cái video mà được lọt ra khỏi mạng YouTube do những bác sĩ và những y tá đã trực tiếp lo lắng và cứu chữa những bệnh nhân này thì họ đã có lời vang sinh cả toàn cầu để mà giúp đỡ cho họ là bởi vì bây giờ ngay cả trong bệnh viện thuốc men đã cạn dần những cái mặt nạ dùng hoặc là những cổ khẩu trang để mà dùng che lại bảo vệ họ cũng đã cạn dần À, thức ăn cũng đã cạn dần là bởi vì à, thành phố Vũ Hán đã được hoàn toàn cách ly với phần à, à, với lại nước Trung Quốc Và bây giờ đã có hơn 16 tỉnh ở Trung Quốc đã có sự hiện diện của con di khuẩn này Và cũng như tôi nói là 22 nước trên toàn cầu Và hầu nhất là tất cả những nước trong Đông Nam Á Kể cả bên Nepal, bên Úc, bên Pháp, bên Canada, bên Mỹ, bên Đức và ngay cả bên nước Ả à, Rập cũng đã à, có tình trạng xuất hiện của con vi khuẩn này. Phần đông của những những à, những bệnh nhân thiệt mạng đều nằm ở Vũ Hán cả. À, xin nhắc lại một lần nữa là cái con vi khuẩn này là một thành viên mới trong đại gia đình của coronavirus và bây giờ là đã có những nỗ lực rất là à, nghiêm trọng đang xảy ra để mà phát minh ra những mũi chích ngừa và vaccine cho à, cái bệnh này nhưng mà quý vị đã biết nó cần rất là nhiều thời gian à, xin được nhắc là ba cái triệu à, chứng lớn nhất của cái bệnh vi khuẩn này đó là sốt cao bị ho khô và có tình trạng khó thở là bởi vì nó làm cho cái phổi bị sưng lên và dẫn tới tình trạng à, tử vong à, xin thưa quý vị những cái video mà được trình ra ở trên youtube có nhiều cái video uh, đã nêu lên một cái uh, một cái tin tức mà tôi cho là không có đúng sự thật đó là họ nghi ngờ là chính quyền trung quốc đã cố tình sản xuất cái con virus này để nhằm mục đích là tác hại người dân của mình uh, để mà giảm bớt uh, cái dân số của người trung hoa và còn những cái video khác nữa là nói là um, chính quyền của Trung Quốc muốn sản xuất ra cái con virus này để nhằm mục đích bỏ vào những cái vũ khí để mà tàn hại nước khác. Uh, xin thưa quý vị, đây là những cái tin tức mà tôi cho là fake news, không thể nào đáng tin cậy được. là bởi vì nếu như quý vị nhớ đó, năm 2002 tại Hồng Kông, nó đã xảy ra một tình trạng uh, đại dịch SARS mà đã giết chết uh, gần 1.000 người trên toàn cầu. Đã, và bây giờ cái con coronavirus 2019 này thì cái DNA sau khi họ quá nghiệm thì giống 80% cái con vi khuẩn của SARS. Và xin thưa quý vị và nhắc lại thêm một lần nữa là cái con vi khuẩn coronavirus này ở trong thiên nhiên là nó nằm ở trên những loài uh, cầm thú, những loài gia súc hoặc là những loài thú hoang dã. Cũng như quý vị đã biết ở bên Trung Quốc À, tỉnh hồ bắc để ở Vũ hán à, cũng như nhiều nơi khác ở đông nam á của mình thì có những cái chợ mà chuyên bán về những cái con cầm thú những cái con à, thú vật hoang dã trong đó có rắn có chăn có mèo có chuột có à, à, heo rừng có những con dơi và à, nhiều loại rắn khác nhau xin thưa quý vị là những cái con di cái con di của coronavirus này nó nằm ở trong những cái con giả thuốc đó ở trong thiên nhiên nhưng mà nó không gây ra bệnh cho những con chả thú đó. Nhưng một khi mà nó lấy ra cho con người thì nó có thể gây ra những thiệt mạng và tác hại rất nguyên rất là quan trọng. Thưa quý vị, khi quý vị tới những cái chợ đó, thì quý vị sẽ thấy họ bài chó, mèo, rắn, răng, rồi rơi uh, đều nằm chung ở dưới đất cả. Đó nó tạo ra một cái môi trường và nó tạo ra một cái uh, cơ hội cho những cái con vi khuẩn này. Có thể sanh sản và sanh đẻ ra những cái thành viên khác ở trong gia đình của coronavirus. Và đó cũng là cái lý do mà chúng ta tại sao có cái coronavirus uh, 2019 này. Uh, chứ không phải là do nhà nước của Trung Quốc cố tình tạo ra để mà giết người. Uh, điều đó họ không cần thiết phải làm là bởi vì trong thiên nhiên nó đã tạo sẵn rồi. Uh, một điểm khác quý vị phải nhớ nữa là cái con coronavirus này nó đã xảy ra ở Trung Đông năm 2012. Cũng tương tự như vậy không lẽ bây giờ chúng ta nói là chính quyền của trung đông đã tạo ra con di khuẩn này nhằm mục đích là muốn giết người của trung đông à, cho nên những cái tin tức quý vị đọc à, đó là những cái tin tức không phải là sự thật một điều khác quý vị nên nhớ nữa à, đó là trên youtube bây giờ có những cái video mà lọt ra mà à, họ cho thấy những người dân ở thành phố vũ hán hồ bắc họ ăn cái một, à, một loại đặc sản đó là súp dơi mà quý vị thấy là hầu như họ để nguyên một con dơi lông lá ở trong một cái chén rồi họ ăn cái con dơi đó nhìn khá là kinh dị à, và họ à, muốn nói là cái bệnh à, cúm coronavirus này xảy ra từ cái chén súp dơi đó mà ra à, xin thưa quý vị là khi mà chúng ta đưa những cái hình ảnh đó lên youtube cũng như là tv thì nó có mang một cái à, tính cách là chúng ta bôi nhọ à, những người dân sống ở vũ hán xin thưa với quý vị là à, mắm bò hóc của việt nam mình cũng chả có thơm hơn bao nhiêu <laughs> mắm ruốc và là bất cứ một đặc sản của việt nam mình cũng chả có thơm hơn được bao nhiêu không lẽ vì vậy mà chúng ta gây ra bệnh bởi những cái đồ ăn đó mà họ đã ăn có thể là bao nhiêu trăm năm nay rồi xin thưa là cái chén súp dơi đó không phải là cái lý do mà tại sao cái con vi khuẩn coronavirus này nó bọc phát ra mà là sự thật nó xảy ra ở trong thiên nhiên cho những loài giả thú đó những loại uh, uh, thú hoang giả đó ở trong chợ mà bọc phát ra. Và bây giờ nó đã có chứng minh là nó có thể lây ra từ người qua người. Và xin nhắc lại là bây giờ trong cái thời kỳ mà chúng ta hấp cái con di khuẩn này, tiếng Mỹ nó gọi là incubation period, là nó có thể xảy ra từ 2 ngày cho tới 14 ngày. Và những cái tài liệu mới đây là trong cái thời kỳ mà chúng ta hấp con di khuẩn này, chúng ta có thể bọc phát hoặc lây cái con di khuẩn này cho người khác nếu như đây là một sự thật được chứng minh thì nó sẽ là một trở ngại rất lớn trong cái tình trạng uh, trong cái việc cứu chữa và ngăn ngừa con vi khuẩn này là thưa quý vị người nhà chúng ta không thể nào biết được là người nhà hoặc là bệnh nhân của người nhà đã tiếp xúc với ai và đã lây cho ai trong cái thời kỳ mà hấp cái con vi khuẩn này mà chính cả bệnh nhân cũng không biết là họ bị bệnh nếu như mà đây là sự thật là một sự trở ngại rất lớn À, có nhiều người đã hỏi tôi mấy ngày hôm nay là những cái mặt nạ đó nó có giúp đỡ gì được hay không là xin thưa với quý vị là câu trả lời là có thể nó giúp đỡ à, nhưng nó không hoàn toàn một trăm phần trăm phòng ngừa cái lan tràn của con vi khuẩn này là bởi vì con vi khuẩn này nó rất nhỏ tất cả những cái mặt nạ mà quý vị thấy ở trên thị trường ngày hôm nay cái con vi khuẩn nó đều có thể lọt sang cái mặt nạ đó nhưng mà cũng may là những người mà bị dính bệnh này khi mà họ ho họ sặc hoặc họ hạt đàm thì có thể uh, lan tràn cái con vi khuẩn này từ 6 tới 9 feet. Và có những cái video do bác sĩ ở bên Vũ Hán, họ đã nói là nếu như một người dính con vi khuẩn này mà bị sặc, họ không có đeo mặt nạ, là sẽ lây cho 10 tới 14 người chung quanh của họ. Là bởi vì khi chúng ta sặc con vi khuẩn này ra, thì nó nằm ở trong những cái hạt nước trên mũi và trên cổ họng. Cho nên cái mặt nạ đó, nó có một gọi là cái khổ trang chúng ta gọi nó có uh, tác dụng là gân chặn những cái hạt nước đó để tránh cho nó bay ra quá xa nếu như mà bệnh nhân không có mang cái đó thì có thể đẩy cái con di khuẩn này từ cái mũi hoặc từ cái miệng khi ho hoặc khi sặc có thể lên tới 6 feet hoặc 9 feet đó là một cái uh, uh, tài liệu quan trọng mà chúng ta phải nhớ và xin được nhắc lại là nó không có thuốc nào ở trên thị trường hoàn toàn di con di khuẩn này và hiện nay tất cả những cái mũi chích ngừa còn đang được trong cái thời kỳ phôi thai chưa có thể nào tung ra thị trường để mà uh, dùng cả những cái vaccine hoặc là những mũi chích ngừa này Nó cần thời gian và thường thường nó cần ít nhất là mấy tháng để có thể phát minh ra được cái con di khuẩn này Cho nên bây giờ được nhắc thêm một lần nữa là ngày 30 tháng 1 năm 2020 đã có hơn 8.200 tình trạng mà chúng ta biết Và trong đó có 172 người đã uh, thiệt mạng Cái con số thiệt có thể lên cao hơn rất nhiều lần uh, và chúng ta cũng mới biết được ngày hôm qua là chính quyền của Trung Quốc đã từ chối hoàn toàn sự giúp đỡ của trung tâm khống chế bệnh hoa kỳ và là trung tâm kiểm soát bệnh của hoa kỳ cdc à, chính quyền của Trung Quốc đã hoàn toàn từ chối không cho cdc vào bên trong vũ hán để mà tiếp tay họ à, và tổ chức y tế quốc tế ngày hôm nay cũng đã tuyên bố là cấm vũ hán là một đại dịch toàn cầu là một cấp cứu toàn cầu à, cho nên nếu như quý vị À, không có một cái chuyện gì khẩn cấp thì xin quý vị à, không nên à, du lịch hoặc là bay tới Trung Quốc và thành phố Vũ Hán à, nói riêng. Đây là một cái tài liệu quan trọng. À, Tổ chức Y tế Quốc tế đã tuyên bố là nó đã trở thành một đại dịch cấp cứu toàn cầu. Và đây là những tin tức mới nhất về cúm Vũ Hán của năm 2020 và ngày hôm nay, à, ngày 1 tây. Ngày xin lỗi, tháng 1, ngày 30 tây năm 2020, đây là những tài liệu mới nhất. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và trong tương lai, khi những uh, tài liệu mới nhất ra, thì mình sẽ thông báo cho quý vị. Uh, quý vị hãy cẩn thận, uh, đừng tin tất cả những gì Internet nói, và đừng tin tất cả những gì uh, TV và YouTube nói. Uh, họ uh, chỉ muốn quý vị bấm vào, và khi quý vị bấm vào như vậy đó, thì họ sẽ uh, được tiền cho nên tất cả những cái tài liệu nó không phải là sự thật hoàn toàn và thậm chí có những cái tài liệu à, rất là hư cấu mà chúng ta không thể tin à, xin cảm ơn quý vị và xin quý vị hãy giúp đỡ nhấn vào cái nút subscribe để mà ủng hộ chương trình để cho tôi có thể tiếp tục để mà mang tới những tin tức này cho quý vị và những tin tức à, tới từ những tổ chức đáng tin cậy à, xin cảm ơn quý vị một lần nữa